Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký lại thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước bên lề họp Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc. Đây là thỏa thuận thương mại FTA tái đàm phán thành công đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ khi nhậm chức. Ngày 24 tháng 9, Trung Quốc đã công bố tài liệu sách trắng bao gồm nội dung chính đề cập đến tình hình thực tế về quan hệ hợp tác thương mại, kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ, cách ứng xử của Mỹ trong hoạt động thương mại, cùng với quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề này. Ngày 23 tháng 9, các nước trong và ngoài tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã họp Ủy ban Giám sát hỗn hợp lần thứ 10 tại thủ đô của Algeria. Tại đây, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết các nước đã không đạt được bất cứ thỏa thuận nào về tăng sản lượng dầu mỏ thời gian tới. Ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Điều này có nghĩa là ông Löfven sẽ phải rời khỏi cương vị người đứng đầu chính phủ. Ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới nhằm cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho nửa tỷ người dân nghèo nhất nước này trước thềm bầu cử quốc gia sắp diễn ra vào đầu năm sau. Thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tiếp tục nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm nay vào kỳ họp thị trường mở liên bang FOMC vừa diễn ra cuối tuần này. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng vững vàng và thị trường việc làm tiếp tục thắt chặt, cùng với đó, lạm phát của Mỹ đã duy trì gần mức mục tiêu 2% kể từ khi Fed nâng lãi suất vào tháng 6 vừa qua, thì việc tăng lãi suất vào tháng 9 này dường như không hề gây bất ngờ cho thị trường. Tuy nhiên, tác động từ việc tăng lãi suất này như thế nào vẫn gây nhiều tranh cãi và đây sẽ là chủ đề của Thế giới sự kiện tuần này. Trong bản tuyên bố đánh dấu sự chấm dứt của thời kỳ chính sách tiền tệ nới lỏng, Fed đã nâng lãi suất qua đêm thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng lãi suất 2-2,25%. Đây là lần thứ 3 trong năm nay Fed tăng lãi suất và là lần thứ 8 kể từ năm 2015. Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng đều đặn, Fed đang dần dần tăng mức lãi suất trở lại gần với mức bình thường trong nền kinh tế lành mạnh. Chúng tôi đã tiến thêm một bước trên con đường ngày hôm nay với việc tăng lãi suất ngắn hạn thêm 0,25%. Mức lãi suất này vẫn thấp và các đồng nghiệp của tôi và tôi tin rằng việc nâng lãi suất này là giúp duy trì nền kinh tế mạnh mẽ này vì lợi ích lâu dài của tất cả người Mỹ. Chiến lược gia đầu tư Michel Aron thuộc Third Street Global Advisor nhận định đây là điều mọi người chờ đợi và đã diễn ra, đó là việc loại bỏ từ nới lỏng khỏi tuyên bố chính sách tiền tệ của Fed. Điều này cho thấy chính sách tiền tệ của Fed không còn thắt chặt như trước và đang tiến gần hơn tới lãi suất trung tính. Fed dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,1% trong năm nay, cao hơn dự báo của nhiều nhà quan sát. Fed cũng cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng vừa phải thêm ít nhất 3 năm, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát ổn định gần ngưỡng mục tiêu 2%. Ngân hàng Trung ương của nước Mỹ dự kiến sẽ có thêm một đợt nâng lãi suất tiếp theo vào tháng 12 năm nay, 3 đợt nâng trong năm 2019 và một đợt nâng nữa vào năm 2020. Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không ngừng leo thang căng thẳng khi hai bên liên tục áp thuế trả đũa lẫn nhau là yếu tố tác động tới hoạch định chính sách của ban lãnh đạo Fed. Động thái nâng lãi suất của Fed một lần nữa vấp phải sự chỉ trích của Tổng thống Donald Trump, người trước đó từng phàn nàn rằng các động thái của Fed đi ngược lại nỗ lực của ông nhằm kích thích nền kinh tế. Trong thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh ông phản đối việc Fed nâng lãi suất. Vậy tại sao Tổng thống Mỹ lại phản đối chính sách của người ông từng đề cử làm chủ tịch Fed? Liệu Mỹ tăng lãi suất sẽ tác động ra sao đến các chiến lược thương mại của Tổng thống Trump cũng như hệ thống thương mại toàn cầu? Mời quý vị cùng gặp gỡ ông Trương Văn Phước, quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia ngay sau đây. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, theo như dự đoán thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tiếp tục tăng lãi suất. Vậy theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến quyết định này ạ? Chúng ta đều biết thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ họ theo đuổi một cái chính sách về tiền tệ, đặc biệt là chính sách về lãi suất thì rất minh bạch công khai. Thông thường thì Fed họ đều đưa ra cho thị trường những cái thông tin và cái mục tiêu của chính sách tiền tệ của họ đáp ứng hai cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là lãi suất làm sao có thể nó phục vụ cho một cái mục tiêu là giữ cái lạm phát của Mỹ 2%, và thứ hai là làm sao để cho cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ xuống dưới 4%. Và trong 2 năm vừa rồi chúng ta đều biết thì Fed từ cái việc là lãi suất 0% của đồng đô la Mỹ thì họ đã nâng dần lên
Chúng ta đều biết là trong 2 năm từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức đến nay thì kinh tế Mỹ đã có những cái bước khởi sắc rất là thuyết phục, kể cả tăng trưởng kinh tế và đặc biệt là công ăn việc làm, thất nghiệp thì đã thấp xuống nhiều và cũng đã có cái dấu hiệu là cho thấy lạm phát Mỹ đang tiệm cận với cái mức là 2%. Nên cái việc họ đã thông báo trước trong mấy năm nay thì đã tiếp tục được thực hiện bởi Fed, dù cho trước đó là Chủ tịch Dự trữ Liên bang Mỹ bà Janet Yellen hay bây giờ là ông Jerome Powell thì là như thế. Cái mục tiêu của họ làm sao để đảm bảo cho lãi suất nó tương thích và nó phục vụ cho cái mục tiêu là lạm phát không vượt quá 2% và tỷ lệ thất nghiệp phải nằm dưới là 4%. Cho nên tôi cho rằng đây là một trong những cái tín hiệu trong chính sách tiền tệ của Mỹ là rất rõ ràng. Ừ, vậy thì theo ông thì quyết định này của Fed sẽ tác động thế nào đến nền kinh tế Mỹ cũng như là vấn đề tỷ giá? Chúng ta cũng biết là lãi suất của Mỹ thì nó tác động nhiều, trước hết là đối với thị trường tài chính của Mỹ. Thông thường mà nói thì lãi suất tăng lên, nó làm cho cái giá chứng khoán nó sẽ thấp xuống. Đó là quy luật chung của thị trường. Nhưng trong 2 năm trở lại đây khi Fed tăng lãi suất, thì chúng ta chứng kiến cái việc phục hồi và cái việc tăng trưởng rất là cao, rất là nhanh của chỉ số Dow Jones của Mỹ. Bây giờ Fed lại tiếp tục tăng lãi suất với mức là 0,25%. Cái việc tăng lãi suất đó được diễn ra trong một cái bối cảnh là thế giới chứng kiến cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng mà chỉ số chứng khoán của Mỹ lại tiếp tục tăng. Nên tôi cho rằng là tác động của lãi suất tăng lên làm cho giá chứng khoán giảm đi thì nó là một phần rất bé, rất nhỏ so với cái mà thị trường kỳ vọng rằng với những cái chính sách thương mại của Trump thì nền kinh tế Mỹ sẽ giải quyết những vấn đề rất căn bản, ví dụ hạn chế cái tình trạng nhập siêu, rồi thì là tăng trưởng kinh tế của Mỹ tăng lên nhiều. Tôi nghĩ rằng là đó là cái tác động của cái đợt tăng lãi suất này. Và tôi cho rằng với một cái dự báo trước trong gần 3 năm vừa qua, chúng ta cũng sẽ có những cái giải pháp và chúng ta cũng có niềm tin rằng là cái tác động của tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ hay là tác động của cái lãi suất của đồng đô la Mỹ đến nền kinh tế của chúng ta gần như là không có nhiều tác động nhiều lắm. Như ông vừa nói thì Tổng thống Trump từng phản đối chính sách của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Vậy thì ông có thể nói cụ thể hơn những tác động mà chính sách của Fed đến đối với lại chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump không ạ? Đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang gia tăng. Tổng thống Donald Trump thì trong 2 tháng trở lại đây thì ông biểu lộ chính kiến rất rõ ràng rằng là tại sao ở các quốc gia châu Âu, ngay cả các cái nước ở Đông Á thì các ngân hàng trung ương thì luôn luôn hỗ trợ chính phủ trong việc là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà ở Mỹ lại có cái câu chuyện là lãi suất cứ tiếp tục tăng lên như thế. Nên tôi nghĩ rằng là trong những cái lời phát biểu của ông Trump thì thực ra thì có thể nói cái phát biểu đó cũng hàm một cái ý là gì? Là nền kinh tế Mỹ cũng đang đi vào một quỹ đạo tăng trưởng nhiều hơn và những thành tựu trong 2 năm đầu của Tổng thống Donald Trump là rất rõ nét. Bởi vì tăng trưởng kinh tế của Mỹ nó tăng cao hơn rất nhiều, thất nghiệp cũng đã thấp xuống rất là nhiều. Còn cái việc ông cho rằng là ông không ủng hộ cái việc phải tăng lãi suất, tuy nhiên ông cho rằng là những người làm ở Dự trữ Liên bang Mỹ cũng không vì những áp lực chính trị đấy mà thay đổi cái trách nhiệm của mình, đó là giữ cái ổn định kinh tế vĩ mô, tức là lạm phát, tức là công ăn việc làm. Chúng ta cũng chứng kiến cái việc là chiến tranh thương mại, cái đích của chiến tranh thương mại thì nó có nhiều, nhưng một trong những cái biện pháp mà Trump đưa ra dồn dập trong thời gian gần đây là nâng thuế để hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ chẳng hạn, thì cái đó cũng để có thể nói đây là một trong những cái để phục vụ cho cái bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6 tháng 11 thôi. Lý luận rất đơn giản rằng là gì? Nếu như mà những cái doanh nghiệp Mỹ đã từng qua Trung Quốc mở những cái phân xưởng sản xuất rồi quay trở lại để bán hàng cho Mỹ, tận dụng giá nhân công của Trung Quốc mà thấp, thì nay thì ông dùng cái thuế suất để mong muốn để cho các doanh nghiệp Mỹ trở về tạo công ăn việc làm trên cái đất nước của Mỹ. Và tôi cho rằng là cái giữa một bên là chính sách thương mại, một bên là các cái chính sách như chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá hối đoái thì nó có những cái phối hợp nhịp nhàng. Cảm ơn ông ạ.
thì chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình. Kết quả của họp vừa diễn ra cho thấy Fed vẫn giữ được sự độc lập của mình bất chấp những chỉ trích từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vậy trong bối cảnh những căng thẳng thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như nhiều cường quốc khác thì quyết định của Fed sẽ tác động ra sao tới các nước trên thế giới? Vấn đề này sẽ được giải đáp trong phần 2 của chương trình. Quyết định tăng lãi suất lần thứ 3 trong năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed không gây bất ngờ với thị trường vàng và đô la Mỹ. Do vậy, giá không biến động nhiều. Cụ thể, giá đô la Mỹ thế giới tăng nhẹ sau quyết định của Fed, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,1 điểm lên 94,3 điểm. Giá vàng thế giới giảm từ mức 1,198 đô la Mỹ một ounce xuống 1,190 đô la Mỹ một ounce, rồi nhanh chóng hồi phục về mức 1,196 đô la Mỹ một ounce. Nhiều chuyên gia cho rằng, động thái tăng lãi suất của Fed là cần thiết để duy trì sự cân bằng trên nền kinh tế Mỹ. Theo tôi, việc tăng lãi suất sẽ đem lại những ảnh hưởng tích cực đối với một số lĩnh vực, trong đó phải kể đến ngành ngân hàng. Các ngân hàng lớn đã phải chịu nhiều áp lực trong những năm vừa qua do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính, và với việc tăng lãi suất, họ có thể có được những lợi ích nhất định. Tôi cho rằng Fed đang cố gắng quay lại thời kỳ mà họ duy trì được một mức lãi suất tương đối cao để khi cần họ có thể giảm xuống được, và tôi nghĩ hiện tại là thời điểm tốt để làm việc này. Tuy nhiên, cũng có nhà đầu tư cho rằng việc tăng lãi suất của Fed là không tương ứng với tình hình kinh tế hiện tại, nên có thể gây ra những hậu quả tiêu cực. Chính phủ Mỹ nói riêng và tất cả mọi người đều cố gắng để giúp tăng trưởng nền kinh tế, và có thể nói chúng ta đã có những bước đầu thành công. Điều này thật tuyệt vời. Và bất ngờ một ngày, Fed quyết định tăng lãi suất, và tôi cho rằng đó là một bước đi sai lầm. Tôi cho rằng chúng ta có thể giúp nền kinh tế tăng trưởng hơn nữa với mức lãi suất thấp. Bên cạnh đó, quyết định của Fed sẽ khiến Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BBOC rơi vào tình thế khó khăn, đặc biệt là đồng nhân dân tệ luôn phải chịu áp lực suy giảm mỗi khi đồng đô la Mỹ tăng giá. Đối với Việt Nam, hành động của Fed cũng phần nào tác động đến thị trường chứng khoán. Khi đô la Mỹ tăng giá, thông thường dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển từ chỗ lãi suất thấp sang chỗ có lãi suất cao hơn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn. Một ảnh hưởng nữa đến thị trường tài chính quốc tế, trong đó có Việt Nam, là thanh khoản thị trường trở nên căng thẳng hơn do nhu cầu tìm đến các nơi an toàn hơn. Thưa ông, vừa rồi chúng ta vừa thảo luận về tác động của Fed tăng lãi suất đối với chính nước Mỹ. Vậy việc Fed tăng lãi suất sẽ tác động tích cực hay tiêu cực đối với các nền kinh tế lớn khác như Trung Quốc ạ? Đối với Trung Quốc thì chúng ta đều biết rồi. Thế thì trong bối cảnh như thế, Mỹ tăng lãi suất, Fed tăng lãi suất lên. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái đồng đô la Mỹ nó củng cố vị thế nhiều hơn. Thông thường mà nói là bất cứ một đồng tiền nào cũng thế, nếu như lãi suất mà tăng lên thì đồng tiền đó có rất nhiều các cái điều kiện để có thể là tăng giá dưới góc độ là tỷ giá hối đoái. Cho nên nếu như mà Mỹ tăng lãi suất làm cho đồng đô la Mỹ tăng giá thì điều đó vô tình hay hữu ý thì có lợi trong cái bài toán là xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hàng hóa của Trung Quốc xem như chịu cái thiệt thòi về thuế nhập khẩu, nhưng lại bù đắp lại về cái việc là mất giá của đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên chúng ta cũng đều biết rằng đó là chỉ nhìn dưới góc độ tiền tệ, đó là chỉ nhìn dưới góc độ lãi suất. Thế còn tỷ giá thì nó có ý định của chính phủ, bởi vì ý định của chính phủ có thể thông qua các cái lực lượng tạo cung, tạo cầu ở trên thị trường. Chúng ta nhớ lại tháng 9 năm 1985, tức là cách đây 33 năm, khi mà Mỹ rơi vào một tình trạng nhập siêu rất là nghiêm trọng, thì tháng 9 năm 1985, Mỹ cùng với Đức, Mỹ cùng với Pháp, Nhật và một số nước khác trong cái nhóm G5 đã tổ chức một cái hội nghị ở khách sạn Plaza ở New York, và sau đó đưa tới một cái kết quả là chúng ta đều biết là Plaza Accord, tức là một cái thỏa thuận, một cái hiệp ước Plaza rất nổi tiếng trong cái lịch sử phát triển của tỷ giá hối đoái của thế giới. Và sau đó trong vòng 2 năm đến năm 1987 thì đồng đô la Mỹ đã mất giá 51% so với đồng Yên Nhật, so với đồng Mark Đức. Và chính cái việc đồng đô la Mỹ mất giá như thế đấy thì nó đã cứu vãn cho cái tình trạng nhập siêu của nền kinh tế Mỹ lúc bấy giờ. Nói thế để thấy rằng một cái điều là tỷ giá hối đoái là một vũ khí rất quan trọng. Bên cạnh công cụ là thuế thì tỷ giá hối đoái rất quan trọng. Và tôi nghĩ rằng là gì? Là đô la Mỹ mà lãi suất tăng lên thì có thể giúp cho tỷ giá đô la Mỹ mạnh hơn.
Nhưng mà nếu như Trung Quốc sử dụng cái việc là làm cho đồng nhân tệ yếu đi để bù đắp cái phần thiệt thòi do hàng của mình bị đánh thuế cao hơn, thì chắc chắn là chính phủ Mỹ họ cũng nghiên cứu là mong muốn cho cái đồng đô la Mỹ không tăng giá. Thậm chí họ có thể là học lại bài học lịch sử trong 30 năm trước, làm cho đồng đô la Mỹ mất giá thì sao? Thế thì ở giữa các cái lực đối nghịch nhau, một bên thì muốn cho đồng đô la Mỹ tăng giá, làm cho nhân dân tệ mất giá, một bên thì muốn làm cho đồng đô la Mỹ mất giá, đồng nhân tệ là tăng giá như thế. Thì tôi nghĩ rằng là cái tỷ giá hối đoái đồng đô la Mỹ cũng không có tăng giá nhiều. Và tôi cũng nghĩ là đồng nhân tệ sắp tới thì cũng không mất giá nhiều. Như ông vừa nói thì cái quyết định tăng lãi suất của Fed sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam. Thế còn cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì sao ạ? Còn với một cái thế giới ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào nhau, thì chúng ta vẫn phải có các cái đối sách, vẫn có những cái giải pháp để có thể làm sao thích ứng với các cái điều kiện của thị trường. Đối với một cái thị trường xuất khẩu nhập khẩu thì chúng ta cũng phải theo đuổi một cái chủ trương là gì? Đa phương hóa, đa dạng hóa các cái quan hệ thương mại. Điều này thì Việt Nam của chúng ta đã làm rất tốt trong gần 30 năm nay với việc là ký rất nhiều các cái hiệp định thương mại tự do. Rồi thì chúng ta cũng theo đuổi cái chính sách là cân bằng, không để cho nhập siêu hay xuất siêu đối với một cái thị trường cụ thể nào mà nó quá lớn. Ở trong nước chúng ta cũng đảm bảo cho cái yếu tố kinh tế vĩ mô như là lạm phát nó ở mức vừa phải, không cao lắm nhưng không thấp lắm, để nó thể tạo ra những cái chất kích thích cho cái tăng trưởng của nền kinh tế. Tỷ giá hối đoái của chúng ta cũng là như thế. Và tôi nghĩ rằng là đợt này với việc là Fed tăng lãi suất, thì tăng lãi suất nó như là một cái biến số, như là một tham số khi chúng ta đưa vào để giải một cái bài toán rất tổng thể của nền kinh tế của Việt Nam. Chúng ta lưu ý một cái điều là trong gần 3-4 tháng vừa rồi, khi mà chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lên đấy, nhiều đồng tiền rất mất giá. Các cái thị trường ở Đông Á này, nhất là vùng Đông Nam Á này, nhiều đồng tiền mất giá rất là nghiêm trọng. Rồi thì các nhà đầu tư cũng có hiện tượng rút vốn, nhưng ở Việt Nam thì khác. Lạm phát của chúng ta vẫn thấp, tỷ giá hối đoái chúng ta vẫn ổn định. Và các nhà đầu tư nước ngoài họ đâu có rút vốn ra khỏi Việt Nam. Chỉ vì họ có một cái niềm tin rằng là cái kinh tế ta ổn định, chúng ta đang đổi mới hết sức nhanh những cái nhân tố để cho một cái thị trường phát triển, môi trường đầu tư v.v. Thì đó là những cái kỳ vọng thông qua là ổn định kinh tế vĩ mô và tỷ giá hối đoái ổn định. Thì trong cái đợt tăng lãi suất này, tôi nghĩ đó cũng chỉ là một cái vấn đề mà trong tổng thể các cái vấn đề chúng ta đã giải quyết rất là tốt, thì đây không phải là điều gì chúng ta đáng lo ngại. Vâng, vậy thì ông có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp Việt Nam đang làm trong những lĩnh vực liên quan không ạ? Nếu mà nói lời khuyên thì tôi chỉ nói lời khuyên là với những gì xảy ra thì chúng ta phải có một cái niềm tin. Niềm tin rằng với những cái chính sách chúng ta đang thực thi ở tầm vóc vĩ mô như thế, kể cả chính sách kinh tế vĩ mô nói chung hay là chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, thì chúng ta nên có một cái niềm tin vào thị trường. Dĩ nhiên chúng ta đều biết là những gì thế giới đang diễn ra, ngay cả cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hay những cái biến động về địa chính trị cũng khắp nơi trên thế giới, ngay cả các cái chính sách về phép tăng lãi suất v.v. thì nó cũng đã diễn ra trong một cái thời đại mới, đó là cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên chúng ta đạt được những cái thành tựu như thế, chúng ta cũng không có ngủ quên trên cái vòng nguyệt quế, trên cái thắng lợi, trên những cái chiến thắng đó. Mà người Việt của chúng ta luôn luôn phải có một cái tinh thần quyết tâm để làm sao đó là chúng ta phải phấn đấu hơn nữa, tận dụng những cái thành tựu của trí thức nhân loại thông qua cuộc công nghiệp này để chúng ta tạo ra những cú hích mới cho nền kinh tế của Việt Nam chúng ta tăng tốc nhanh hơn, bền vững hơn trên nền của một cái vững chắc ổn định của kinh tế vĩ mô. Và tôi cho rằng đó là tinh thần dân tộc trong cái bối cảnh thế giới cũng có rất nhiều biến động. Vâng, cảm ơn ông đã tham gia chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của ông Trương Văn Phước đã đem đến cho quý vị cái nhìn sâu sắc hơn và giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể chuẩn bị cho những biến động sắp tới. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.